nhóm ngành bất động sản dân cư tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 thì chúng ta sẽ view một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản và trong bản tin tuần thì cái tín hiệu âm thanh ở phần cuối bản tin có vấn đề chính vậy nên lồng sẽ view lại nhóm ngành bất động sản dân cư cũng như nhóm ngành chứng khoán. Đối mã cổ phiếu SEAL bị thất bại ở vùng 21.8 và hiện tại thì cổ phiếu SEAL đang lùi lại ở khoảng quanh vùng 17.7 trong trường hợp tích cực thì tuần tới cổ phiếu này sẽ tiếp tục test lại khoảng quanh vùng 17 17.4 bởi vì cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó lại xóa mất cái nỗ lực phục hồi từ phía, từ từ, từ cây nến từ 13 đến 14 giờ. Do đó thì <laughs> vùng 17 đến khoảng vùng 17.4 khả năng cổ phiếu xe sẽ tiếp tục quay test trở lại ở đây. À, test thành công thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích uh, một cái lực hồi của cổ phiếu. Còn trong trường hợp nếu xe bị thất bại ở vùng 7 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 16 đến khoảng quanh vùng 15 HDG bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 28 nên là cổ phiếu sẽ tiếp tục chỉnh cung và hiện tại thì nó đang gặp ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 25 đang có những điểm sọc và điểm long lên. Tuy nhiên cái đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là áp lực sẽ tiếp tục được đẩy vào cái điểm 25. Trong trường hợp tích lũy thành công thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng được hồi. Còn trong trường hợp nếu mất vùng 25, xu hướng tiếp theo của HDG sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 24. cổ phiếu HDC uh, trong tuần bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 31.9 ở đây các anh chị và bản chất là cây nến giờ của kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai tức là ngày 15 tháng 4 thì tất cả các mã cổ phiếu đều bị phá vỡ hỗ trợ kỹ thuật. Và sau đó thì HDC có test về vùng 29 có lực long lên, tuy nhiên cây nến giờ thì nó lại tiếp tục bị uh, gọi là mất cái nỗ lực phục hồi trước đó và tiếp tục tiệm cận vùng 29 nên khả năng tuần tới dự báo xu hướng sẽ ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 KDH mất vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 35.5 nên là cổ phiếu sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Ở đây thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó chạm vùng 32 có lực rút chân lên. Tuy nhiên theo quan điểm của Hùng thì cái điểm rút chân này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Mặc dù là cây nến đóng phiên thì nhìn chung thì nó khá là tích cực hơn so với các mã cổ phiếu khác. Tức là nó đóng được ở khoảng quanh vùng 33. Trong trường hợp lạc quan tích cực thì như vậy là cổ phiếu KDH sẽ tiếp tục kéo về khoảng quanh vùng 34, 34.5 và sau đó nó sẽ thêm một lần nữa nó sẽ test lại biên hỗ trợ 32, 32.5. Đấy tích cực của nó sẽ test lại vùng này. Còn trong trường hợp mà nó xấu hơn thì có thể nó sẽ phải lùi lại khoảng quanh vùng 31 đến khoảng 31.5. Cổ phiếu Nam Long mất vùng hỗ trợ 41.5 cho nên là nó sẽ lùi lại cái điểm tiếp theo sẽ ở khoảng quanh vùng 35-36. Ở đây phiên ngày hôm nay gặp vùng 36 có hồi lên. Tuy nhiên là cái điểm hồi này thì nó cũng chưa thực sự là mạnh mẽ. Nên khả năng tuần tới sẽ có các cái nhịp nhún và các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 35-35.5. Sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng tích lũy của cổ phiếu Nam Long. Đạt Phương ở trong tuần nó đang đi. Cái đà đi của Đạt Phương khá là tốt. Các anh chị khá là tốt. Uh, kéo đạt lên đến ta cái kỹ thuật 53 và như chúng ta có phân tích thì uh, xu hướng nó sẽ quay trở lại test cung chỉnh nền và uh, và và cái điểm 50 ở 50 đây đó là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng thì Đạt phương bị phá vỡ cái điểm này do đó thì nó sẽ tiếp tục lùi lại nó sẽ tiếp tục lùi lại và hiện tại ở đây nó có đang điểm lùi 43 Tuy nhiên ông thấy rằng là tại cái điểm này thì lực bắt cũng chưa thực sự là mạnh và tín hiệu đường ACD thì nó vẫn đang cắm đầu nên áp lực sẽ tiếp tục được đẩy lại ở khoảng quanh vùng 43 trong trường hợp tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một cái phương án phục hồi của cổ phiếu tuy nhiên thất bại ở vùng 43 thì đạt phương sẽ có thể sẽ lùi khá là sâu các anh chị nhé quanh vùng 30 39 đến khoảng vùng 40 ở đây chúng ta lưu ý và hiện tại thì cổ phiếu đang rơi cho nên là chúng ta các cái vị thế bắt đáy chúng ta bắt từ từ ví dụ quanh vùng 43 chúng ta bắt thì chúng ta chỉ bắt khoảng tầm 20 phần trăm thôi để chúng ta còn đề phòng ở những cái điểm 40 41 và thậm chí là điểm 39 ở đây các anh chị ạ và cái cái, cái 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 câu chuyện là trong cái quá trình mà thăm dò đáy thì chúng ta cứ từ từ bởi vì là hùng đã phân tích về thị trường rồi, ít nhất là thị trường sẽ chỉnh cung khoảng 3 tuần giao dịch. Các anh chị xem rõ ở cái bản tin ở phân tích bộ ba tham dò chung của thị trường ngay đầu video. DG lực đi đang khá là tốt. Tuy nhiên là thị trường chúng ta đi theo thông tin các anh chị nên là cũng không tránh được Uh, mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây này gọi là cái trạm dừng chân cuối Nhưng mà phân tích ở trong bản tin tuần trước ở vùng 32.7 Và khi nào điểm này bị mất thì như thế nó cứ hạ thôi Và nó sẽ cho đến khi mà cổ phiếu đạt được đến cái điểm cân bằng Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 27 ở đây Thì phiên ngày hôm nay là DG đã bắt đầu có những cái điểm rút chân đi lên Tuy nhiên là cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại hơi đuối anh chị hơi đuối nó lại đánh mất mất cái nỗ lực phục hồi trước đó cho nên tuần tới khả năng sẽ tiếp tục test lại quanh vùng 27 điểm sâu hơn sẽ ở khoảng quanh vùng 25 8 26 đến khoảng vùng 26.5 khả năng ở đây sẽ là có cái chúng ta dò tìm được cái một cái điểm dự báo gọi là điểm cân bằng cổ phiếu Novaland đây các anh chị trong tuần thì nó mất một cái điểm hỗ trợ ở đây một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của nó ở đây ở khoảng quanh vùng 17.3 17.3 17.2 và khi cái điểm này mất thì như vậy thôi nó cũng tiếp tục nó hạ và hiện tại thì nó đang có được một cái điểm ở đây đó là điểm 14 14 đến khoảng 14.5 các anh chị 14.5 14 Hiện tại thì nó đang có được một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cổ phiếu Novaland cũng đã có một cái nhịp phục hồi có một cái nhịp phục hồi đi lên đây và cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ thì nhìn chung nó lại 14 giờ đến 15 giờ thì nói chung là nó lại bắt đầu nó lấp lại nó quay trở lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cho nên là áp lực khả năng tuần tới đối với mã cổ phiếu Novaland thì áp lực chỉnh cung nó vẫn sẽ tiếp diễn lại ở khoảng quanh vùng 14 và tại cái vùng 14 thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm dựa vào tín hiệu cung cầu để chúng ta phân tích cổ phiếu đất xanh đất xanh trong tuần cũng bị mất điểm 19.2 và khi điểm 19.2 nó bị mất thì như thế là nó có hạ thôi và ở đây thì chúng ta đang có điểm 15.5 trong phiên ngày hôm nay có sự phục hồi tuy nhiên là cây đến kết thúc phiên thì nó lại nhấn chìm cái sự phục hồi đó cho nên tuần tới sẽ là 15.5. Trong trường hợp mà cổ phiếu này bị mất vùng 15.5 thì cái biên hỗ trợ sâu hơn mà chúng ta dự báo khả năng nó sẽ phải đẩy về ở khoảng quanh vùng 14.5 đến khoảng quanh vùng 15. Cổ phiếu PDR cũng đang đà đi rất là tích cực. Tuy nhiên là đến cái thời điểm mà phiên cây đến giờ kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ hai PBR bị mất vùng 31 và khi cái điểm này bị mất thì như vậy nó cứ hạ thôi quá trình nó hạ độ cao xuống thì nó chạm điểm 28 bật này nhưng mà sau đó test lại điểm 28 thất bại hiện tại thì bây giờ nó chạm điểm 26 thì khả năng ở đây đang có các cái lực bật lên Tuy nhiên với cái đến giờ kết thúc phiên như này thì, thì 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 tuần tới ở vùng 26 và khả năng thì vùng 26 trong trường hợp ngắn hạn nó sẽ khó để giữ lại mà chúng ta phải tính toán ở cái điểm sâu hơn đó là khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 25.5. Thì uh, nhìn chung với thị trường chung uh, như vậy hiện tại thì chúng ta thấy rằng là thị trường chung cũng đang rất là khó khăn. Và nhóm ngành bất động sản dân cư cũng như vậy và tuần tới đối với tâm điểm của nhóm ngành này thì chúng ta dò tìm vùng hỗ trợ kỹ thuật và trên cơ sở chúng ta đưa ra các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật như vậy rồi thì chúng ta sẽ quan sát cung cầu ở trong phiên để chúng ta xem thử rằng là tại những cái điểm đó thì cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường nó sẽ như nào của cổ phiếu sẽ như nào test cung thành công hay thất bại tại vùng hỗ trợ trong trường hợp nếu họ test thành công và có cái sự lực phục hồi đi lên lực cầu đi lên tín hiệu đường mã cd đang đỏ ví dụ như nói mã cổ phiếu pdr hiện tại đây đó tín hiệu của đường mã cd đang đỏ thì nó sẽ cần phải có cái sự chuyển pha xu hướng tức là nó sẽ chuyển pha sang pha xanh. Đó, kết hợp với cái gì? Kết hợp với tín hiệu nến. Ví dụ, nó về đến đây và nó lại tiếp tục hình thành được uh, những cây nến xanh. Uh, phục hồi đi lên, như vậy thì đó là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, đó và chúng ta xuất hiện những cây nến <laughs> xuất hiện những cây nến đỏ. Và cổ phiếu bị mất ở vùng 26 thì chắc chắn rồi, khả năng uh, chúng ta sẽ phải tính toán ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và trong trường hợp về đến 25 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát tín hiệu nến tại vùng này. Đấy, tích lũy thành công thì mới phục hồi được chứ còn nếu mà ví dụ trong trường hợp về đến 25 mà cổ phiếu lại gì nó lại tiếp tục xuất hiện những cái cây nến đỏ như thế này thì như vậy là vùng 25 à, không ổn rồi và chúng ta lại phải tìm à, các cái vùng hỗ động kỹ thuật sâu hơn thì như vậy là một vài à, các cái góc nhìn liên quan đến cổ phiếu bất động sản ở trong tuần giao dịch mới.